Anh em nhìn ngay từ cái phần giao diện đăng nhập là thấy nó rất là tiêu rồi. Cái cơ chế điều khiển nó cũng rất là giống với Genshin. Gì đó, Katarina hả? À đâu, Katina. Bây giờ để nhắc về một tựa game anime quý biểu thì anh em sẽ nghĩ ngay tựa game gì? Tôi chắc chắn là anh em sẽ nghĩ ngay tới cái tựa game đó. Nói về Genshin Impact Red thì có khi bội thật mất. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em một tựa game dành cho các quý bửu và nó quảng cáo rất là nhiều cho Facebook của tôi. Và cách đây một vài ngày nó cứ hiện quảng cáo suốt, mặc dù mình không phải là một quý bu, nhưng mà mình không hiểu sao nó cứ quảng cáo đây là một tựa game đỉnh cao nhất dành cho các quý bửu, các quý bu. Cũng chả hiểu tại sao, nhưng mà vì bản tính cũng khá tò mò. Tôi nhấn mạnh lại là tôi không phải quý bu nhé. Thì mình đã tải cái tựa game này về và chơi thử thì mình thấy đây là một tựa game kiểu cũng khá là hay ho, bởi vì về cái phần đồ họa của nó, lối chơi của nó, cách thức hoạt động của nó thì cũng rất là giống với tựa game Genshin Impact. Thì cách chơi của nó cũng rất là giống nhau và như thế nào thì ngay bây giờ let's get it. Rồi, thì tựa game này có tên là Aurora. Anh em nhìn ngay từ cái phần giao diện đăng nhập là thấy nó rất là Weebu rồi. Tôi nhấn mạnh lại là tôi không phải Weebu nhé. Uầy, nhấn mạnh luôn cho mọi người đây là game 18 cộng nhá. Anh em nào không đủ 18 cộng thì tốt nhất là đừng vào xem, nghe chưa? Mà tôi nói thế thôi chứ tôi biết thừa các ông này chả vào xem hết rồi sau đó các ông lại tải về mà chơi nó ồ ạt ngay bây giờ mà. Quạt. Rồi thì trước tiên nói về những điểm mà mình thích ở tựa game này nhé. Thì do game này là thể loại MMORPG cho nên cơ chế của nó gần như là khá là giống với Genshin Impact. Nhưng mà trước tiên, điểm mà mình thích nhất ở tựa game này đó chính là nó có tiếng Việt và hỗ trợ 100% tiếng Việt để cho anh em có thể dễ dàng chơi cái tựa game này. Nếu nói về phần đồ họa thì tất nhiên mình nhấn mạnh luôn là nó không đẹp bằng Genshin Impact đâu. Nhưng mà về những thứ mà mình thấy được trước mắt ở đây như là về phần bầu trời, phần kỹ xảo, phần hình ảnh các thứ thì mình đều thấy là nó cho một cái trải nghiệm thực sự rất là tốt với một tựa game thế này. Và đặc biệt đây là một tựa game nhìn rất đẹp đấy, nhưng mà nó lại không quá kén cấu hình như là Genshin Impact, và đặc biệt là những máy yếu vẫn có thể chơi được một cách ngon lành. Điểm thứ ba đó chính là một cái điểm mà mình cũng khá là thích, đó chính là ngay từ những level đầu tiên là anh em đã có thể nhìn thấy được rất nhiều những người chơi khác ở trong một cái sảnh như thế này đó, anh em thấy không? Còn đối với Genshin á, anh em sẽ bắt buộc phải cày lên tới level 16 thì anh em mới có thể mở khóa được chế độ chơi nhiều người chơi. Còn dưới level 16 thì anh em cứ chăm chỉ đi cày cuốc một mình đi là vừa nha. Còn về những cái hệ thống khác ở trong cái tựa game này á, thì tất nhiên nó cũng khá là giống với Genshin thôi. Các bạn vẫn sẽ có một cái tuyến nhiệm vụ chính dành cho nhân vật chính này, và anh em cũng sẽ có được một cái tuyến nhiệm vụ phụ, anh em có thể làm thêm để kiếm thêm nguyên liệu các thứ. Và mọi người cũng sẽ có điểm danh, mọi người cũng sẽ có những cái vị tướng cho riêng mình. Thì cái này mọi người sẽ phải mở khóa trong cái mục cửa hàng. Rồi, không nói nhiều nha, bây giờ thì mình sẽ vào thẳng luôn cái màn chơi để cho anh em thấy được, đó chính là cơ chế chơi các thứ và cũng như là đồ họa chiến đấu của nó sẽ như thế nào. Thì ở đây mình sẽ chọn được hai nhân vật để xuất quân. Nó rất là giống với Genshin, cơ bản là nó là một cùng một thể loại mà, thì cách chơi của nó cũng tương tự như nhau thôi. Và đặc biệt là đó chính là cái tựa game mà tôi rất thích, đó chính là các bé nhìn nó ngon đấy. Anh em nào đúng kiểu game dành cho quý bổ nó phải như thế không ạ? Ui, con này có mới ạ. Đây, mình sẽ mở âm thanh to lên một xíu để anh em cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của trò chơi này nhá. Yo, let's get it. Úi dồi ôi, đấy, anh em thấy đồ họa đẹp không? Ủa, với một tựa game như thế này mình thấy đồ họa như thế này là rất tốt chứ không phải là đùa đâu anh em ạ. Dã man, đồ họa của nó đẹp cực ạ, nhưng mà nó lại chơi rất là ngon. Và thật sự là nó không nóng một xíu nào luôn đấy, con OnePlus 8T của mình không hề có bất kỳ một dấu hiệu nóng nào luôn. Uầy, thật sự là tựa game này anh em nào mà kiểu mà mê đồ họa anime các thứ ấy thì chơi tựa game này rất là tốt và nó rất là ngon. Nếu như anh em nào không có đủ điều kiện để chơi Genshin ấy. Ủa cái gì đấy? Thôi anh ơi, từ làm gì gắt gỏng thế? Nào, mình thích thế nào hả? Hả? Mình muốn sao hả? Ủa mày bật ulti này. Ê, tiếng Nhật anh em ạ. Ê. Ủa cái gì đấy? Con gấu của tôi đâu rồi? Ui, Volibear. Volibear trong Liên Minh Cop ạ. Nào, muốn sao? Nào, láo không? Anh em thấy không? Cái cơ chế điều khiển nó cũng rất là giống với Genshin. Gì đó, Katarina hả? À đâu, Katina. Mẹ rồi, game này nhái rồi. Ấy, anh em thấy đồ họa không? Ui dồi ôi, âm thanh các thứ cũng rất là xuống nhá. Chơi mà tê hết cả người các ông ạ. Nào. Ây da, ây da. Đâu thế? Từ từ các ông ơi. Từ từ các ông ơi. Nào. Ui dồi, boss xinh thế, trời ơi, không chịu được rồi.
Tôi sẽ kiềm các bạn tính weebu của tôi lại có không ạ? Tôi nhấn mạnh lại là tôi không phải weebu nhé. Nói chung là những cái idol như thế này nó khá là dễ mà. Thì nói chung là anh em sẽ chỉ việc cày cuốc như thế này thôi là xong rồi. Nó sẽ cho các ông kiểu nguyên liệu các thứ thôi. Ok, anh em cảm thấy sao về tựa game này? Mình thấy đây cũng là một tựa game khá là hay. Bởi vì cái điểm thứ nhất đó chính là nó không cần yêu cầu cấu hình quá là mạnh như là tựa game Genshin Impact. Và chơi thì nó cũng không bị gọi là ngốn tài nguyên như là Genshin Impact. Đồng thời thì đồ họa của nó thì cũng rất là đẹp. Chỉ có điều là nó hơi hoạt hình quá so với Genshin, nó sẽ hơi thoạt hơn một tí. Nhưng mà dù sao đây cũng là một tựa game rất đáng chơi đúng không? Anh em có thích nó hay không? Đừng quên để phần bình luận phía dưới video nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel GZ Malaga. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Chào các em Quibu.